Em Trường Hòa Bình xin chào anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em Trường lại về được một con xe 6,8 tấn 2 cầu sản xuất 2009. Sau đây em Trường xin phép quay một vòng chi tiết con xe 6,8 tấn cho anh chị và các bạn được xem xe. Anh chị em nào yêu quý em Trường cho em Trường xin một nút like, một nút chia sẻ. Em Trường xin chân thành cảm ơn ạ. Em quay một vòng cho anh chị và các bạn được xem xe. Đèn là còn đèn theo xe nhá anh chị em nhá. Đôi đèn theo xe rất là đẹp ạ. Cabin rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, đôi đèn theo xe. Cabin sáng sủa. Sau đây em quay qua nội thất của xe cho anh chị và các bạn để xem. Xe đây ạ. Máy xe là máy 96kW anh chị em nhá. Máy to, máy này thì chở thoải mái rồi. Không phải suy nghĩ đến chuyện máy móc nữa, chỉ sợ là khỏe quá thôi. Được cái thùng bệ của em nó thì rất là phẳng ạ. Đây ạ, thùng bệ đây ạ. Lốp đây anh chị em nhá. Lốp sau thì chỉ còn tầm khoảng 70-75% thôi. Đây ạ, thùng bệ rất là đẹp ạ. Phẳng phiu. Thùng phẳng đét luôn nhá anh chị em nhá. Cầu số đây ạ. Đây lốp đây ạ. Thùng phẳng. Con xe rất là đẹp. Đời 2009 nhưng mà xe rất là đẹp. Thùng bệ vuông. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá anh chị em nhá. Anh chị em nào mà khởi nghiệp, đang khởi nghiệp thì mua con này rất là hợp lý này. Hơn 100 triệu thôi. Nội thất đẹp sáng. Đấy, cabin đẹp. Cabin em vừa mới sơn lại, rất là đẹp luôn. Thùng phẳng. Anh chị em nào có nhu cầu mua xe liên hệ em Trường, số điện thoại là 0967 789 122 ạ. Xem xe tại địa chỉ là Lạc Sơn, Hòa Bình ạ. Em xin nhắc lại số điện thoại của em Trường là 0967 789 122 ạ. Xem xe tại địa chỉ là Lạc Sơn, Hòa Bình ạ.